Xin chào mọi người đã quay lại với Sài Gòn Đo. Hôm nay Sài Gòn Đo sẽ thi công lắp đặt cửa nhựa composite màu xanh tại showroom Bình Dương. Và quy trình thì đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra cửa, khung bao, ô tường, vật liệu và phụ kiện trước khi thi công. Tiếp theo sẽ đo đạc, lấy dấu và cắt ghép khung bao. Bước tiếp theo là cố định khung bao vào ô chờ. Tiếp tục cố định bản lề vào khung bao. Xong, tiếp tục tới bước cố định cánh cửa vào bản lề. Cân chỉnh lại khung và cánh cửa. Tiếp tục bơm keo foam để chèn độ hở khung bao và tường. Đợi keo khô trong vòng 20-30 phút, thợ sẽ lắp đặt khóa cửa. Tiếp tục lấy dấu và cố định yếm khóa. Cố định nẹp tre hoàn thiện. Cuối cùng là dọn dẹp vệ sinh và bàn giao cửa cho khách.